Thưa quý vị và các bạn, đúng vào thời điểm diễn ra lễ viếng Chủ tịch nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, lễ viếng đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, nơi quê hương của đồng chí Chủ tịch nước. Dự lễ viếng có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đông đảo anh em dòng họ tại quê nhà. Sáng nay, trên địa bàn huyện Kim Sơn có mưa, nhưng ngay từ rất sớm, đoàn đại biểu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Ninh Bình và nhiều tỉnh đã có mặt tại xóm 13, xã Quang Thiện để vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, sự biết ơn, kính trọng đối với người đứng đầu nhà nước để cống hiến trọn cuộc đời mình cho dân, cho nước. Sau khi nghe Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trưởng ban tổ chức lễ tang, phát biểu trên sóng truyền hình trực tiếp, nhấn mạnh những đóng góp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua những trọng trách khác nhau, lễ viếng tại huyện Kim Sơn được bắt đầu. Trong niềm tiếc thương vô hạn, đoàn đại biểu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh do đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Xúc động ghi vào sổ tang, đồng chí Trần Hồng Quảng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch nước và gửi đến gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất." Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Chủ tịch nước. Đoàn đại biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Đinh Trung Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Chủ tịch nước. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn của đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Chủ tịch nước. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Bùi Văn Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Chủ tịch nước. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh đến kính viếng, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.